Hello mọi người. Biết là mọi người có nghe mình nói rõ không nhỉ? Nếu mà nghe rõ thì mọi người có thể để lại giúp mình một cái bình luận ở phía dưới phần space này để mình biết thông tin không? Alo anh Đạt ơi, anh Đạt nghe thấy thì anh Đạt có thể bật mic lên để mình test âm thanh trước khi bắt đầu space nha anh. Hello, hello. Rồi, hello anh. Nghe tiếng quạt hơi bị vù vù nhá. Ok ạ, chắc là mình đợi khoảng 1-2 phút nữa thì cho member mọi người cho đông hơn một chút ha. Không biết là hôm nay thì có anh chị em nào tham gia event của chị em không ạ? Một trong những sự kiện crypto lớn nhất Việt Nam. Ok. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian hôm nay để có thể tham gia cái buổi space của Bitcoin Việt Nam. Và trong buổi space hôm nay thì như mình có chia sẻ ở trong kênh thì mình cũng sẽ focus chính vào phân tích về dự án Open Campus. Hiện tại thì anh Đạt là researcher của Bitcoin thì là người đi nghiên cứu khá là kỹ về dự án này. Nên là chúng ta sẽ rất là hy vọng là các bạn khi mà tham gia cái buổi space ngày hôm nay thì các bạn sẽ có thể có thêm được nhiều những cái kiến thức và cái insight hữu ích để có thể phục vụ cho hoạt động đầu tư của mình trong tương lai ha. Thì chắc là chúng ta cũng sẽ có thể bắt đầu luôn. Theo như mình tìm hiểu từ giai đoạn trước ấy, thì Open Campus trước đây thì là một trong những cái dự án khá là nổi bật và được Binance support. Tuy nhiên thì trong một khoảng thời gian dài khi mà dự án phát triển thì đã có rất là nhiều những cái cập nhật và những cái thay đổi đến từ dự án, không chỉ trở thành một dự án SocialFi bình thường nữa mà dự án nó đang có thêm rất là nhiều những cái hoạt động khác và người dùng của chúng ta hoàn toàn có cơ hội để có thể tìm kiếm thêm những cái lợi nhuận ở trên đó. Thì hôm nay thì mình cũng hy vọng là anh Đạt sẽ có thể chia sẻ nhiều hơn những cái insight về cái cách mà mình có thể skin in the game vào trong dự án này như thế nào. Thì không chiếm thời gian của mọi người lâu nữa thì anh Đạt có thể bắt đầu giới thiệu cho anh chị em tham gia cái buổi space hôm nay về tổng quan về Open Campus cũng như là các cái hoạt động mà dự án hoạt động được trong thời gian qua không ạ? Hello, hello. Mọi người nghe rõ nha. Nghe rõ nha anh ơi. Ok. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cũng không gọi là giới thiệu mà gọi là cập nhật về cái thay đổi mới nhất về cái dự án Open Campus này. Thì trước đấy thì Open Campus nó được định nghĩa là một cái protocol dành cho mạng giáo dục. Thì hiện tại thì dự án đã thay đổi và nó không còn là chỉ là protocol nữa mà nó sẽ trở thành một cái blockchain luôn. Thì dự án sẽ định hình lại sản phẩm của mình sẽ là EduChain. Thì sắp tới thì EduChain chính là một cái chain Open Campus, nó sẽ ra mắt trong thời gian tới. Thì hiện tại về cái cốt lõi mà cái blockchain này nó phát triển thì nó sẽ dựa trên cái công nghệ Orbit của bên Arbitrum ấy. Thì nó sẽ lấy công nghệ đó và nó sẽ build cái layer 3 riêng của nó. Thì mục đích của cái EduChain này nó focus hoàn toàn vào cái vẫn là ngách riêng về mạng giáo dục, nhưng nó sẽ focus tập trung vào cả cái social và ngoài ra thì nó có mở rộng thêm việc là các cái sản phẩm liên quan đến AMM hay là liên quan đến lending borrow nữa để nó tăng thanh khoản dành cho các cái token của dự án. Thì hiện tại về cái EduChain này nó chưa có quá nhiều các cái
thông tin về công nghệ mà nó sẽ sử dụng. Chị mới biết được là nó sẽ sử dụng dựa trên cái cốt lõi của Oracle Biết Trúng thôi, nên là chắc khả năng các cái công nghệ nó cũng sẽ khá giống với các bên khác, giống ví dụ như là cái dự án Side Game hay là cái dự án Apex trên của bên Pirate ấy. Thì nó không phải có quá nhiều sự khác biệt về mặt công nghệ. Nhưng theo được cái thì hiện tại nếu như so sánh thì ở trên thị trường Layer 2 hiện tại thì Arbitrum đang được coi là cái dự án nó top đầu trong các cái hệ sinh thái Layer 2. Và sắp tới những cái dự án mà blockchain này khi mà sử dụng Orbit của Arbitrum nữa thì hiện tại này nó gần như nó đang mở rộng ra hoàn toàn đấy. Thì đó là nói về blockchain. Thực ra về blockchain của con này thì không có gì mới, nhưng đều có một cái khá mới ở trong cái bản cập nhật gần đây ấy, thì nó đưa ra một cái là một cái gọi là dự án nó sẽ ban nốt trong thời gian tới. Và trong cái trong cái bản đề xuất mới nhất của nó thì nó sẽ trích ra khoảng khoảng 15% tổng nguồn cung dành cho cái phần thưởng dành cho những người chạy nốt này. Thì cái proposal này nó vừa được approve luôn rồi. Thì trong thời gian tới dự án trước khi mà cái EduChain nào khởi chạy thì chắc chắn là nó sẽ có cái đợt bán nốt sắp tới. Thì như mọi người cũng biết thì cái nốt này mình đã update khá lâu rồi và nó gần như nó đang trở thành một cái trào lưu mới ở trên thị trường hiện tại. Gần như khá nhiều dự án nó đều đang kiểu như là nó thông qua cái hình thức này để mà nó cho phép người dùng nó dễ dàng tiếp cận đến blockchain nó dễ hơn, cũng như nó tăng phí tập trung lớn hơn đối với blockchain này. Thì việc bán nốt này cũng là một cái hình thức mới ở trên thị trường hiện tại và nó có khả năng nó trở thành trend cũng khá lớn trong thời gian tới. Thì khi mà có thông tin đầy đủ hơn về cái cũng cái cách thức để mà tham gia mua nốt hoặc là thời gian hoặc info cụ thể hơn về cái đợt bán nốt này thì mình sẽ update ở trên channel của dự án, à trên channel của Bitcoin. Mọi người có thể follow đó để nếu như có ý định tham gia thì có thể tham gia. Thì bỏ qua cái blockchain này thì tiếp đến thì mình sẽ xem xét qua các cái sản phẩm hiện tại của dự án. Thì hiện tại của dự án nó có 4 sản phẩm chính. 4 sản phẩm chính và nó sẽ là bao gồm thứ nhất là Open Campus ID. Thì cái Open Campus ID này thì mình cũng đã có update ở trên channel của Bitcoin ấy. Thì về cơ bản thì cái sản phẩm này chủ yếu là nó sẽ tăng OC point dành cho những người dùng nó tham gia thông qua các cái việc như là các cái tag social trên mạng ấy, à trên các cái nền tảng Twitter hay là gần như là trên Twitter và cũng như là bỏ phiếu ở trong các cái chương trình gì ta, có một cái chương trình OC 100 ấy. Thì cái chương trình này sẽ thông qua việc bỏ phiếu và người dùng sẽ được tích point. Thì theo mình nghĩ là cái Open Campus ID này ấy, khi khi mà cái Edu trên này nó được mainnet thì khả năng cũng sẽ có một cái đợt airdrop tiếp theo. Airdrop token Edu dựa trên cái số lượng point này. Theo mình nghĩ là như vậy, còn chính xác hay không thì mình chưa chắc lắm đó. Nhưng nếu mà hiện tại thì mình vẫn farm thường xuyên ở trên cái nền tảng này để mà tích nhiều point nhất có thể. Tiếp theo là cái sản phẩm thứ hai của nó là Publisher MT. Thì Publisher MT này để nói rõ ràng hơn thì nó có hai loại MT chính. Thứ nhất là cái Backer NFT mà đợt trước là có cái book và cái túi sách đấy. Thì đó là các MT được mint ở trên mạng BSC. Thứ hai là cái
Publisher NFT này thì nó sẽ là các cái NFT được mint ở trên mạng Polygon. Thì hiện tại người dùng có thể stake cả Publisher NFT cộng với là các cái NFT trên mạng BSC lại và sẽ nhận reward hàng tuần. Hiện tại thì mình đang stake ở trên nền tảng này và mỗi tuần nhận được khoảng 51 EDU. Nó sẽ trả thưởng hàng tuần thông qua cái NFT này khi người dùng stake. Và người dùng có thể mọi người có thể claim về bất cứ lúc nào và có thể bán luôn cũng được. Nhưng nếu mà hiện tại thì mình nghĩ là giai đoạn hiện tại thì dự án nó còn khá mới và nó có nhiều cập nhật lợi sắp tới ấy. Nên hiện tại mình vẫn đang hold ở trên nền tảng này khá nhiều. Ngoài ra thì hiện tại thì chỉ có mới hai cái nền tảng hai cái sản phẩm đó thì dành cho người dùng là chính. Thì đối với những bên mà đối tác ấy thì dự án có ba sản phẩm chính để mà các bên đối tác nó có thể gọi là gần như là dành cho các bên dự án đấy nó tham gia vào hệ sinh thái này. Thứ nhất là OC Alliance, thì đấy là một cái chương trình hợp tác của các bên đối tác giáo dục nhằm sử dụng cái token Edu này vào các cái sản phẩm cho trên các cái nền tảng của các đối tác ấy. Thì gần như thì cái này giống ví dụ như mọi người sử dụng các cái nền tảng giáo dục khác nhau mà trong cái đối tác của dự án thì có thể sử dụng chính cái đồng Edu này để đăng ký tham gia hoặc là trả phí khi mà sử dụng trên các cái nền tảng đó. Tuy nhiên thì cái này thì mình nghĩ thì nó dành cho bên dự án là các cái bên dự án là chính, còn đối với người dùng thì nó không có quá nhiều các cái lợi đem lại được cái nguồn lợi nhuận lớn ấy. Thứ hai là có cái chương trình OCX. Thì chương trình này nó sẽ là một cái chương trình dành cho các startup khi mà muốn hướng đến việc là tham gia vào thị trường ấy. Thì khi đăng ký cái chương trình này thì các startup này nó sẽ được tham gia vào một cái khóa học với 6 tuần học. Thì nó sẽ phụ thuộc vào từng dự án chính thì sẽ được thiết kế các cái chương trình học khác nhau. Và khi mà hoàn thành các khóa học này thì sẽ được nhận được một số cái khoản phán ban đầu nếu khi đạt được các cái điều kiện và trước khi mà dự án bắt đầu đi vào vận hành đấy. Thì gần như cái nếu như mà mọi người có ý định hoặc là có các bên nào muốn tham gia vào thị trường và muốn kiếm một lượng fan hoặc cũng như là cũng có thêm các cái insight ở trên thị trường ấy thì có thể đăng ký vào cái chương trình này. Cuối cùng là cái chương trình Grand dành cho của Edu. Thì cái Grand này nó gần như nó public dành cho các bên đối tác liên quan đến các trường đại học ấy. Thì thực ra đối với cá nhân mình nhìn thấy thì cái sản phẩm này mục đích chính của dự án là để dự án mở rộng đến các bên truyền thống là chính. Đối với những người dùng thông thường như retail như mình thì gần như cái sản phẩm này nó cũng đem lại quá nhiều cái nguồn lợi nhuận này. Đấy thì đó là các bốn sản phẩm chính của OpenCampus hiện tại mà mọi người có thể tham khảo qua. Còn lại có một cái nữa là OpenCampus này nó cũng phát triển một cái DAO, và cái DAO này thực ra bản chất cái DAO này cũng là thành viên từ các cái chính là team của dự án luôn ấy, thì bao gồm Yasu là CEO cũng như là chủ tịch của Animoca. Siêu lý thì founder của TinyTAP, còn Van Kay thì giám đốc điều hành của game game Education. Thì hầu như là các thành viên của OCDAO này nó sẽ vận hành chính của toàn bộ cái quỹ Open Campus. Thì không biết là sau khi giới thiệu sản phẩm như vậy thì mọi người có cái thắc mắc gì hoặc là có cái câu hỏi gì muốn giải đáp ở trong cái phần này không nhỉ?
Dạ vâng, ok anh. Em có đi thu thập một số cái thông tin từ cộng đồng ấy, thì em thấy là mọi người feedback về cái số vốn mà Open Campus kêu gọi được ấy, thì theo như thông tin là hiện tại là đang kêu gọi được khoảng 6 triệu đô đúng không anh, từ vòng gọi vốn private vào năm 2022. Thì với số vốn như vậy mà để phát triển một cái dự án SocialFi thì đang khá là thấp. Thì không biết là góc nhìn của anh Đạt đánh giá như thế nào về cái con số gọi vốn như thế này từ dự án ạ? Thật ra có một cái đặc điểm của con này khi mà nó được ra mắt thì thứ nhất Open Campus này gần như là dự án con của gọi là một công ty con của Animoca và nó raise được phần lớn là vốn được raise từ Binance Lab thì gần như cả hai cái dự án gần như cái nhà đầu tư chính của dự án là đến từ Binance Lab và Animoca thì có thể hiểu mọi người có thể hiểu là dự án này giống như là dự án con của chính hai cái đối tác này nó cùng làm luôn đấy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về số fund, thực ra khi mà một cái công ty con của Animoca nó raise fund thì thực ra trên mặt truyền thống nó chỉ là có nghĩa là gì đó kiểu như là một cái hình thức để mà khi mà marketing dự án ở đâu ấy. Còn nó là công ty con của Animoca thì gần như là cái lượng fund khi phát triển dự án thì sẽ được công ty mẹ nó rót vốn nhiều ấy. Thì về cá nhân fundraising này thì nó không có quá nhiều ý nghĩa lắm, nó chỉ mang ý nghĩa về việc là quảng bá dự án ở giai đoạn đầu thôi ấy. Thì đó là cái góc nhìn của em về cái fundraising từ cái dự án này. Vâng, ok anh. Tức là nói chung là các yếu tố khác thì đánh giá là nội tại của Open Campus đang khá là mạnh. Vậy thì không biết là ở trong thời gian tới đối với những người dùng cơ bản như chúng ta thì sẽ có những cái vừa là người dùng này vừa là nhà đầu tư ấy thì sẽ có những cái cơ hội nào để chúng ta có thể đầu tư hoặc là liên quan đến các cái sản phẩm của Open Campus anh ha? Như anh giới thiệu đoạn này về phần sản phẩm ấy thì đối với những người dùng thông thường ấy thì anh nghĩ mọi người nên deploy ở trên cái nền tảng Open Campus ID này. Anh nghĩ đây sẽ là cái hình thức tiếp theo mà dự án nó sẽ drop khi mà cái EduChain này nó ra mắt. Nó giống như là một cái hình thức gọi là trao thưởng trên cho những người dùng ủng hộ dự án trong cái giai đoạn sắp tới ấy. Thì đó là đối với cái người mà kiểu như là không muốn bỏ ra quá nhiều vốn để mà có thể đầu tư cũng như là kiếm được lợi nhuận từ dự án. Ngoài ra thì có cái sản phẩm liên quan đến Publisher NFT thì nó giống như cái việc là mọi người stake NFT vậy. Nhưng đều cái vấn đề liên quan đến stake NFT này nó có một cái nó liên quan đến việc là mọi người cần phải có NFT và sẽ cần mua trên các nền tảng ấy. Chưa kể là các cái NFT này nó có các cái độ hiểm khác nhau và tỷ lệ lợi nhuận nó cũng khác nhau nữa. Nên thành ra nếu như mà mọi người đầu tư vào NFT ấy, thì nó có một cái rủi ro là có thể là phần lợi nhuận nó sẽ không được tốt nếu như mà mua các trùng các cái NFT mà nó có độ hiểm thấp kiểu kiểu vậy. Nên nếu mà đầu tư vào NFT để mà stake kiếm lợi nhuận thì bắt buộc là phải có cái sự tính toán nhiều. Thì hiện tại đối với người dùng thông thường thì em thấy có hai hình thức đó có thể kiếm được lợi nhuận ở trên nền tảng này. Ngoài ra thì sắp tới thì chắc chắn là cái sự kiện lớn nhất đó là cái sự kiện mà bán nốt. Thì nốt này theo em nghĩ thì khả năng cái nốt này nó cũng sẽ giống như cái nốt của con sài vậy và nó cũng sẽ trao thưởng dành cho những người mà tham gia cắm nốt vào dự án vậy để mà nó làm xác minh ở trên cái EduChain và cũng như nó trao thưởng dành cho những người vận hành đốt của nền tảng.
Ok, thì chắc là về phần sản phẩm hiện tại thì dự án chỉ mới có như vậy. Trong tương lai thì dự án có nhắc đến hai cái sản phẩm liên quan đến financing, thì nó liên quan đến AMM cũng như là lending borrow. Thì hiện tại cả hai cái sản phẩm này nó chưa có thông tin hay là có info gì ấy. Nên khả năng là vẫn chưa chưa thể đánh giá được liệu cái sản phẩm này có đem đến lợi nhuận gì hay không. Nhưng đều đấy cũng khả năng chỉ là một cái sản phẩm liên quan đến DeFi để nó tăng thanh khoản trên do cái token EDU của dự án đấy. Thì chắc là nếu như có nhiều thông tin hoặc là có thông tin chi tiết hơn về cái sản phẩm này thì cũng sẽ update thêm cho mọi người để mọi người nắm rõ. Ok anh. Nhìn chung thì thấy là Open Campus cũng là một trong những dự án khá là tham vọng đúng không ạ? Khi mà phát triển rất là nhiều sản phẩm từ SocialFi này cho đến Layer 3 này cho đến bây giờ lại còn DeFi nữa, thì anh nghĩ là như vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái độ phân tán nguồn lực và sự tập trung của dự án không? Thật ra em thấy cá nhân em thấy thì cái hướng đi của dự án nó đang khá tốt đấy. Vì nếu như mà chỉ focus vào mảng giáo dục và nó chỉ tập trung vào cái việc là kết nối với các bên giáo dục thì nó lại không đem đến quá nhiều các cái người dùng thông thường ấy, mà nó chỉ chủ yếu là đến từ các bên đối tác cũng như các bên giáo dục truyền thống là chính. Nó khá xa với đối với những người dự án, nó khá xa với so với các cái gọi là cái định nghĩa web 3 hiện tại. Thì theo anh nghĩ nếu như mà dự án nó phát triển theo hướng là mở rộng qua cả DeFi và cả Layer 3 thì nó giống như là việc là một phần là nó giáo dục người dùng vào thị trường và một phần là nó cho phép người dùng, những người đã được tiếp cận đến dự án thì có thể dễ dàng tiếp cận đến các cái mảnh ghép lớn ở trên thị trường hiện tại. Vâng, ok anh. Thế thì nhìn chung là một dự án mạnh và có backer khủng cũng như là nguồn lực tốt, thì em nghĩ là việc đa dạng hóa sản phẩm thì nó sẽ tăng thêm nhiều cái utility cho những cái người dùng ở trong hệ sinh thái của dự án này, cũng là một hướng đi khá hay. Và em nghĩ là mình có thể chuyển qua phần tiếp theo anh Đạt ạ, là mình sẽ đi sâu hơn vào cái việc là review về tokenomics của dự án. Bởi vì theo như thông tin thì thời gian tới là dự án sẽ có khá là nhiều đợt unlock ấy, thì anh nghĩ sao về cái sự kiện này anh ha? Đối với tokenomics của dự án thì phần thực ra các cái đợt unlock tiếp theo của dự án nó đến từ các cái mục giống như là treasury cũng như là các cái mục liên quan đến mở rộng hệ sinh thái. Thì dự án cái lực xả đối với các cái phân phán này thì anh nghĩ nó không quá lớn, nó chủ yếu là nó lớn liên quan đến các cái mốc giống như là của các bên nhà đầu tư ấy, hoặc là của team 19. Nhưng điều mà cái phân phán đó phải đến tầm khoảng cuối năm nay thì nó mới bắt đầu unlock. Thì như vậy là có một cái khoảng thời gian dài từ quý 3 đến quý 4 này nó gần như là nó khá tốt đối với cái mặt tham nhìn về dòng tiền hiện tại á. Kiểu như theo cá nhân em đánh giá thì giai đoạn quý 3 quý 4 này nó khá là tốt đối với thị trường hiện tại và nó có cái sự tăng trưởng sắp tới. Thì nếu như mà dự án nó với những cái cập nhật sắp tới của dự án cũng như là việc cái đợt bán nốt sắp tới đấy ấy, thì em nghĩ là dự án nó sẽ được đẩy mình lớn hơn. Ngoài ra thì dự án cũng có một cái thông báo mới là chính Animoca cũng có thông báo là bên này nó cũng mua lại token từ trên thị trường, có nghĩa là mua 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 từ market chứ không phải là mua từ OTC từ các cái nhà đầu tư ấy. Nên đây giống như một cách là dự án thông báo là mình sẽ gom gom coi và đẩy trong giai đoạn tới. Một bom hút khá là tốt ha. Cái này Thực ra nó giống như là buyback đúng không ạ? cũng có thể coi là bài bét đấy, Ừ. nhưng đều hiện tại thì chưa chưa rõ là cái lượng mà Animoca nó mua lại bao nhiêu. Nhưng đều hiện tại là trong trong cái bản
cái thông báo mới nhất của dự án thì nó thông báo là nó đang mua ở trên thị trường hiện tại, thì chưa rõ là khoản mua bao nhiêu. Chắc khả năng là khi mà nó gom đủ thì nó sẽ có một cái thông báo là đã mua khoảng bao nhiêu triệu đô đấy, tầm vậy, theo nghĩ là vậy đó. Ok anh, em muốn hỏi sâu hơn một chút về cái FDV của dự án. Thì bởi vì là hiện tại thì FDV đang rơi vào khoảng là hơn 800 triệu. Và đối với một dự án social file như Open Campus thì anh đánh giá như thế nào về cái mức FDV như vậy ạ? Tám trăm triệu thì em nghĩ là nó cũng tương đối, không gọi là, thực ra nó cũng không quá đẹp lắm, vì do sản phẩm của dự án đó chưa có quá nhiều ấy. Nếu như mà trong thời gian tới mà cái sản phẩm, thứ nhất là cái chain của dự án nó ra mắt, thứ hai là cả cái partner của dự án nó bắt đầu nó được sử dụng, nó hợp tác và nó mở rộng cái token đầy đủ nó nhiều hơn đấy, thì cái FDV này có thể có là hợp lý này. Nhưng mà hiện tại thì FDV nó đang hơi cao quá so với thị trường. Thực ra ở trong mạng gọi là mạng edu ấy, mạng education ấy, chứ không nói, không nhắc đến social nhé. Social nó sẽ khác cả hơn một tí, nhưng đều nói về mạng edu, gọi là mạng giáo dục ấy. Thì trên thị trường hiện tại có hai con, thứ nhất là Hook Protocol, thứ hai là Open Campus. Thì hiện tại là Open Campus nó đang đứng top 1 và nó lớn hơn Hook Protocol này tầm x2 về FDV. Thì em nghĩ nếu như mà Open Campus này mà nó FDV này nó lên quên khoảng 600 đến 700 triệu thì nó sẽ đẹp hơn nhiều so với là ở cái mốc đoạn hiện tại. Ừ, rồi ok anh. Vậy thì nhân tiện là chúng ta đang nói về cái câu chuyện là ở trong social file thì anh Đạt có thể tổng hợp lại qua cho mọi người một chút về cái bức tranh toàn cảnh của social file sẽ là những cái dự án nào đang là top 1, top 2 và cái vị trí của Open Campus nó đang nằm ở đâu trong cái bức tranh này được không anh? Ừ, để anh coi là một tí nữa. Cái này là một câu hỏi ngẫu nhiên nha mọi người, nên là anh Đạt sẽ cần thời gian một chút. Thì trong thời gian đó ấy, các bạn nếu như mà có câu hỏi gì liên quan đến dự án hoặc là liên quan đến social file ấy, thì các bạn có thể để lại bình luận ha. Mình khá tự tin là trong cái người mà trong cái tệp hiểu biết của mình ấy, thì anh Đạt là một người nghiên cứu khá sâu và kỹ về social file, và đặc biệt là skin in the game, không chỉ về Open Campus đâu, sẽ có khá là nhiều kiến thức hay về các dự án về social file. Nên là mọi người hãy tranh thủ cơ hội này để đặt nhiều câu hỏi hơn và khai thác nhiều hơn những cái insight đến từ cái ngách tiềm năng này ha. Mọi người đừng quên để lại một bình luận ở phía dưới, và nếu mà mọi người cảm thấy là space này hữu ích thì các bạn có thể để lại một tim và một retweet chia sẻ đến nhiều người hơn giúp Bitcoin Việt Nam ạ. Info gì không? Ok, thì em mới vào một vòng thì em thấy về mạng SocialFi hiện tại ấy, thì đang có một số dự án có nổi bật, giống như là Cyber, thứ hai là Gansy, Hook, Open Campus và DSO. Thì theo em định giá ấy, hiện tại thì Cyber nó đang đứng top 1, và các cái sản phẩm của nó không chỉ liên quan đến SocialFi mà nó còn liên quan đến AA, các cái wallet AA này kia này, thì nó đứng top 1 thì khá là hợp lý. Thì tiếp theo đó là đến Gansy và thứ ba thì Open Campus, và cuối cùng là Hook Protocol thôi. Thì nếu như xếp hàng nắm cái dự án này thì theo em đánh giá, nếu như khi mà Open Campus này nó có đủ tiềm lực và nó ra đủ sản phẩm ấy, thì khả năng nó cũng sẽ có thể đứng ngang hàng với cả Cyber cũng như là Gansy ấy, tầm lên quên cạp tầm 1 tỷ đô ấy, tầm vậy.
Còn đối với hook protocol và cũng như là đề số, con đề số này thì nó thực ra về sản phẩm của nó thì nó không có quá nhiều sự nổi bật hiện tại trên thị trường lắm so với các cái đối thủ khác nữa. Tuy nhiên thì đấy cũng là một cái dự án nó khá tiềm năng. Khi mà cái trend này tới thì mọi người cũng có thể theo dõi cái dự án đề số này. Nó cũng sẽ có một cái khoản lợi nhuận nếu như mà cái trend SocialFi này nó thực sự bơm trở lại ấy. Thì đó là cái góc nhìn mà chúng về cái SocialFi hiện tại. Còn ngoài ra có một số dự án nhỏ nhỏ hơn, giống như ví dụ như là Frantic ở trên Frantic ở trên hệ B, cũng như là dự án Theta. Theta này thì gần như giống như là một cái con đi đầu trong cái mạng SocialFi liên quan đến stream này kia ấy. Thì con này quá to thì mọi người cũng là biết rồi. Nhưng điều mà theo cá nhân mình đánh giá thì gọi là như kiểu là mua mới thì coi mới ấy. Nên mình cũng sẽ tập trung đầu tư vào các cái dự án liên quan nó mới nổi trong mùa mới nhiều hơn so với là các cái dự án ở mùa cũ. Nếu như định giá trên, có nghĩa là định giá cá nhân đó, thì top 5 sẽ là các vị trí. Đầu tiên là Cyber, tiếp theo là Gansy, thứ ba là Open Campus, thứ tư là Hook và cuối cùng là DSO. Thì đó là cái định giá cá Ok. nhân. Nhưng mà có một cái là Gansy thì không biết là có định ra mắt token không anh ha? Ủa, gan chi nó ra token rồi mà em. Token gan đó. Ồ vậy ạ. ha. Gan chi là gan mà. À rồi rồi rồi, không nhớ rồi. Mọi người. Tại không follow lắm về về cái con Gansy này. Vừa check qua FPV cũng hơn 700 triệu. Ok anh. Rồi, vậy thì chúng ta đã nói khá là nhiều về tiềm năng của dự án ấy. Thì không biết là bên cạnh những cái tiềm năng và những cái điểm nổi bật từ dự án như vậy thì anh có góc nhìn như thế nào về rủi ro cũng như là những cái lưu ý cho nhà đầu tư khi mà invest vào dự án này không anh? Ok, thì nói về mạng rủi ro. Thực ra cá nhân đến khi mà theo dõi các cái dự án liên quan đến mạng giáo dục ấy. Về dạng mạng giáo dục là cái một cái mạng nó khá là mới trên thị trường, cũng như là nó là không đem đến quá nhiều incentive trên cho những gọi là những nhà đầu tư hiện tại. Và nó kiểu là nó không có quá nhiều chiêu trò đến thị trường hiện tại ấy. Nên việc mà tắm mình ở trong cái giai đoạn tới thì nó sẽ khá dài hạn, nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cái việc là khả năng mà ecosystem của dự án nó được mở rộng nhiều hơn và cái token của dự án nó được tăng incentive nhiều hơn đấy. Thì đó đó chính là một trong những cái rủi ro là nó sẽ giảm vốn của mình khá nhiều nếu như mà vốn nó không quá đủ dài để mà có thể đi lâu dài với dự án ấy. Thì đó là cái rủi ro lớn nhất mà anh nhìn thấy được ở các cái dự án về mảng giáo dục này. Ngoài ra thì về cái phần sản phẩm, thực ra sản phẩm của dự án hiện tại nó chưa quá nhiều, nó chỉ có một cái sản phẩm mà nó liên quan đến rủi ro là cái NFT của dự án ấy. Thì nếu như mà đầu tư để mà stake kín để nhận lợi nhuận hàng tuần ấy, thì bắt buộc là người dùng phải tính toán cực kỳ kỹ đối với cái này. Nó sẽ liên quan đến nhiều việc là mỗi tuần mọi người sẽ nhận được khoảng bao nhiêu lợi nhuận và từ đó là tính được cái điểm hòa vốn cũng như điểm lời của dự án đấy. Cá nhân mình thì vì do là từ đầu tham gia khá sớm và cũng như là kiểu là cũng được một phần airdrop từ dự án đấy, nên gần như là cái vị thế hiện tại thì gọi là chỉ là test và kiếm lại hàng tuần vậy, nên vì thế nó sẽ thoải mái hơn nhiều đối với những người mới mà khi mà tham gia vào mua NFT và stake, nó sẽ khác biệt khá lớn. Nên bắt buộc là mọi người phải tính toán kỹ ở cái đoạn này. Thì đó là hai cái rủi ro lớn nhất mà mình nhìn thấy ở dự án hiện tại.
Còn ngoài ra thì về mặt sản phẩm thì thực ra dự án này nó khá healthy đối với thị trường hiện tại, và nó không có nhiều các cái biến động xấu đối với thị trường chúng ấy. Thì đó là cái góc nhìn về mặt rủi ro. Ok, chỉ có như vậy thôi. Vâng, ok anh. Em đang lượt qua một vòng để xem là anh em tham gia space hôm nay có câu hỏi gì dành thêm cho dự án không? Hiện tại thì mình đã bình luận cái bài hướng dẫn min cái Open Campus ID cho người dùng ấy. Các bạn có thể kiểm tra phần bình luận này hoặc là lên trang web của tờ blog 101 và các bạn search từ khóa là Open Campus ID nha. Thì sẽ có một cái bài viết chi tiết hướng dẫn cách các bạn có thể tham gia min cái Open Campus ID cũng như là skin in the game và trong cái hệ sinh thái này. Có thể theo dõi ở trên này và cố gắng tích điểm. Như anh Đạt vừa nói thì đây là một trong những cái cơ hội để có thể nhận được airdrop tiếp theo đến từ dự án. Ok, không biết là anh Đạt còn có thêm câu hỏi gì hay là còn có thêm chia sẻ gì muốn chia sẻ thêm dành cho những người tham gia Space ngày hôm nay không ạ? Và thì chắc là chỉ có vậy thôi, chứ chưa có gì mới. Thì khi mà có thông tin cập nhật gì mới thì cũng sẽ update ở trên channel Bitcoin để mọi người cùng follow thôi. Dạ vâng, ok anh. Rồi, vậy thì chắc là với những thông tin vừa rồi thì hy vọng là những người tham gia Space ngày hôm nay thì các bạn sẽ có thể nắm được những cái keyword quan trọng về Open Edu này, Open Campus, những cái cập nhật từ dự án rồi thông tin về node sale và đặc biệt là cách mà các bạn sẽ skin in the game vào trong cái dự án này để tìm kiếm những cái cơ hội airdrop trong tương lai như thế nào. Còn nếu như mà những bạn nào join muộn hay là bị miss cái Space này ấy, thì các bạn có thể lên kênh YouTube của Bitcoin Việt Nam thì bọn mình sẽ gửi lại cái phần recap của cái buổi Space ngày hôm nay đăng tải lại ở trên YouTube thì sẽ các bạn sẽ có thể nghe lại nếu cần nha. Và vừa rồi là toàn bộ thông tin về dự án Open Campus thì cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia chia sẻ và cảm ơn anh Đạt đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích dành cho mọi người. Và em nghĩ là mình cũng có thể kết thúc buổi Space tại đây và nếu như mà các bạn có thêm những cái thắc mắc về sau thì các bạn có thể tham gia vào nhóm chat của Bitcoin Việt Nam thì mình sẽ giao lưu nhiều hơn ở nhóm ha. Rồi ok ạ. Thế chắc là mình sẽ có thể kết thúc buổi space tại đây anh Đạt ha. Ok, chúc mọi người chuẩn bị mua Air Summer tháng 6 sắp tới. Rồi ok anh, cảm ơn anh ạ. Rồi cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người ạ.